này về dễ lắp hơn anh nhỉ. Làm gì đấy? Dạ. Làm gì đấy? Em quay YouTube. Không, nghĩ là làm trên vâng, làm thiện thuyện đấy. Xây nhà cho dân ấy. Bây giờ cũng thế. Cho anh làm để bây giờ nó phải trực tiếp đến tay dân mới xem. Còn anh còn đang cái chương trình Covid này mà làm việc thì kêu vâng. Chính sách cả các doanh nghiệp khác mỗi hộ là một tháng mình. Một người chở cái này và một người chở cái càng. Hôm nay thì em trai của anh mua đến với cả anh đến chở. Về nhà tự lắp nhà dễ hơn. Đâu là thanh niên kia đâu rồi? Đi bơm xăng à? Hả? Ông kia đâu? Làm gì? Hả? Vô cho nó vào. Ui thì em có mà. Đây là món quà của chị Cẩm Vân Nguyễn. Chị ấy có dặn mình là mua 4 cái cơ. Tuy nhiên thì mình mua 2 cái thôi. Và số tiền còn lại thì để phụ vào tiền thức ăn. Bởi vì xây một cái nhà cũng không to lắm nên nếu mua 4 cái về thì và sau này làm nhà xong thì cũng rất là phí, không dùng đến. Thì 2 cái thì sau này có thể phục vụ cho công việc tiếp theo. Thế nên là nếu mà chị có xem được cái video này thì chị cũng nắm được cái chương trình luôn. Đó là số tiền của chị thì em mua 2 cái, còn 2 cái thì là em phụ vào tiền thức ăn hoặc là tiền gì đó làm căn nhà này. Một cái xe rùa như thế này anh ấy bán là 270.000 đó. Thì tháo rời xong về tự lắp thì nó sẽ dễ hơn. Khi mà lắp hoàn thiện rồi thì về trở về nó sẽ rất là cồng kềnh. Hôm nay thì trời trên này nó đã nắng rồi và rất là mừng. Bây giờ là 12 giờ trưa thì tranh thủ giờ trưa thì bảo các anh mình bảo các anh ra từ lúc 11 giờ, tuy nhiên là đi xa gần 12 giờ đấy. Nữa về xong rồi lắp vào luôn nhé. Nếu mà mình mua 4 cái sau này làm nhà xong thì cũng chẳng làm gì được đúng không? Lại để đấy không? Đấy, 2 cái thôi. Hôm qua thì tiếp tục nổ đá rồi. Tuy nhiên thì không biết là đã san phẳng được hoàn toàn cái nền đá hay chưa. Thì trong nửa tam giác mạch cũng lại lên đó để tiếp tục ghi và chia sẻ tới quý cô bác anh chị cái tiến độ của ngôi nhà. Đó, bây giờ thì là mua một chút cái xe rùa. Bởi vì xe rùa nó sẽ còn phục vụ rất là nhiều đến khi hoàn thiện căn nhà. Rất là cảm ơn chị Cẩm Vân Nguyễn có theo dõi được video và đã kịp thời đồng hành với tâm giác mạch. Trước mắt thì nó không phục vụ nhiều, tuy nhiên đi khi xây ấy, thì cái này nó và láng nền ấy, cái này nó sẽ liên quan đến rất là nhiều, thậm chí là sau này chở đất nữa.
Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Đây là sau tất cả sau hai đợt nổ mìn thì đây bây giờ đã nhìn thấy cái nền nhà rồi, gọi là nhìn thấy cái nền nhà rồi. Thì cũng theo cái mặt bằng chung hiện tại như hiện tại ấy, thì sẽ là khả năng sẽ kê, nó tức nghĩa xếp đá lên để cái nền nó cao hơn mặt đường khoảng gần 1 mét thì nó sẽ thoáng hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Đó. Thì đến hôm nay đã hình thành cái nền đá rồi. Thì hôm qua mới nhẩm tính, hôm qua Tam Giác Mạch mới nhẩm tính vui, đó là xây dựng cái đổ cột bê tông ấy. Thì để làm một cái phép so sánh so với cái nổ mìn này thì cũng có một cái sự gọi là chênh lệch. Thì hiện tại nổ 2 lần rồi thì sẽ không nổ nữa, và những cái số đá còn lại này sẽ dùng máy khoan có lỗ ấy. Thì hiện tại nó cũng không còn nhiều nữa rồi, nó cũng còn mấy cái phiến này thôi, mấy cái phiến này. Thì nếu mà tiếp tục nổ mìn ấy thì cái số tiền nổ mìn nó sẽ lên khá là cao. Đây, bây giờ những cái số đá còn lại sẽ dùng những cái máy khoan tay như này. Đấy. Đây. Theo bố đi về anh. Thank you.
Đây, tất cả cái sinh hoạt của gia đình anh mua thì trong có những ngày làm việc ấy, thì hiện tại đã chuyển lên đây rồi. Và tạo những cái lán tạm như thế này để anh em nghỉ trưa. Thì chưa kịp vui vì cái thời tiết nắng ủng hộ công việc làm nhà. Thì đây, quý cô bác anh chị cũng có thể thấy này. Đó, thì cái khó khăn nó lại tiếp tục rồi. Tôi nghĩ là trời mưa ấy, bên dưới này nó là một bầu trời trắng xóa rồi. Trong camera thì có thể nó không nét, không rõ ràng. Tuy nhiên thì một chốc nữa thôi, nó sẽ đến đây. Những cơn mưa nó lại tiếp tục đến đây. Và đây là những cái khó khăn mà trong suốt quá trình làm nhà, bất cứ cái ngôi nhà nào ta giác mạch khởi công nó đều như vậy cả. Hôm qua cũng như quý cô ba anh chị, một số người đã comment ấy là đúng khó khăn. Tuy nhiên thì tất cả những cái công việc, những cái chương trình ta giác mạch làm đều hoàn thiện một cách tốt đẹp, thì cũng rất là mừng. Bây giờ đã có những cái hạt mưa lớt phớt rồi. Ở đây thì đã nhìn thấy cái nền nhà bằng phẳng rồi đấy mọi người. Rất là mừng. Ra cố lại cái lán đấy. Khi nãy mình đến thì nắng cháy da, còn bây giờ thì nó lại là chuẩn bị mưa sấp mặt rồi. Đó. Đây là mưa rồi này, đấy, mưa phùn rồi đấy. Rồi. Đấy. Sau khi mà dùng khoan đá có cái lỗ rồi thì sẽ tiếp tục dùng một cái đây gọi là một cái cục sắt đấy để cho vào và bắt đầu đập như vậy, nó sẽ làm nứt đá. Đó. Hiện tại thì còn những viên đá cuối cùng cho nên là không thuê nổ nữa. Bên cạnh sự khó khăn của việc đá quá nhiều thì trời mưa cũng là một cái khó khăn nhất định ở cái ngôi nhà của anh mua. Rất là vui là càng ngày thì cái thông tin mà anh mua nhận được nhà nó càng được lan tỏa tới khắp bà con ở đây, cho nên là cứ một ngày ta ra mạch lại lên đây thì lại nhận được lại nhìn thấy là có cái sự tham gia giúp đỡ của nhiều người hơn. Có những bác ở tận cua chữ M cũng đã biết đến và đã đến giúp đỡ những ngày công hết sức là quý báu như thế này. Đấy, tất cả mọi người đều rất là hòa chung cái niềm vui khi nhận được nhà. Từ đó mà cái mức độ làm việc rất là hăng say. Một rưỡi trưa nhưng mà bà con vẫn làm, bởi vì nãy tôi theo như tao giác mạch hỏi thì là các anh là ăn trưa từ lúc 11 giờ rồi, nghỉ một lúc sau đấy lại tiếp tục công việc. Bây giờ thì mưa càng ngày nặng hạt hơn. Đó. Đây, bên kia mưa nhá, nhưng mà vẫn pha chút nắng mọi người ạ. Thời tiết ở đây nó không khác gì tính cách của một cô gái mới trưởng thành. Cái kiến to này thì bung hết rồi, bây giờ chỉ còn chờ nạo đá và bẩy ra thôi. Đó. Sau khi mà có được cái nền nhà thì tam giác mạch cũng sẽ xin ý kiến của quý cô bác anh chị để thiết kế làm sao cái phòng đẹp, cái nhà đẹp nhất với cái diện tích ở căn nhà này. Hiện tại thì mới có mặt bằng thôi chứ chưa có diện tích cụ thể. Đấy, sau khi khoan lỗ xong thì sẽ cho đây gọi là một cái cục sắt đấy cho cái lỗ và cứ thế mà dã. Đấy, nó sẽ bung đá ra. Đây là một phương pháp thủ công, nếu như không có mìn, không có hỗ trợ của thuốc nổ. Đấy, đã bung rồi. Ừ.
Cũng rất là hiệu quả mọi người ạ. Đây là cái phương pháp thủ công mà bà con ở trên vùng cao này khi mà phá đá. Vì không phải ở nơi nào cũng có thể nổ mìn, và không phải nơi nào cũng được cấp phép nổ mìn. Đó, cho nên là đây là cái cách mà phá đá hiệu quả. Rồi, mưa to rồi. Chán lắm. Đây là cách mà phá được một cục đá to, không dùng mìn. Đấy. Cũng hiệu quả, tuy nhiên là nó mất thời gian, mất sức. Nghỉ tạm đi, mưa quá. Đấy, may mà có cái lán nhỏ này. So. Đấy, bảo mọi người nghỉ đi, mưa quá. Anh em cho cái ổ điện cẩn thận nhá. Cho cái ổ điện vào chỗ khô này đi. Cho vào cái chỗ bao thuốc lá kìa, cho nó khô. Cái ổ điện đấy, Giờ. Nghỉ thôi. Đấy, mưa cái là ướt hết luôn. Chán luôn, làm được có một lúc lại mưa rồi. Đây này, em ơi, ngồi lùi vào để các bác ngồi ngoài cho đỡ mưa. Đấy. Mưa không làm được gì. À, đẹp à? Đẹp đấy. Đẹp đúng không? Đẹp rồi. Được rồi. Ui. Ừ.
哦,我們要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 ,
Oh!